rồi, hôm nay có khách ở Bình Định vô xe máy nha anh em. Em nha, thì máy xong về Bình Định nha. Okay. Cảm ơn em rất nhiều. Đang xuống bọt nha anh em. Rồi, hôm nay em bắt đầu tiến hành làm bảo dưỡng máy này nha. Mở hộp số, kiểm tra hộp số, dẫn chân miễn phí. Đây, công việc hạ bồn vẫn đang tiến triển nha. Thì dẫn chân cũng đang làm cho khách luôn, có khách ở đây cho nên làm rất là dễ. Anh em khi mua thì cứ vào đây thì bên em sẽ làm theo yêu cầu của quý khách hàng. Rồi, hôm nay đã lên được tem bồn đầy đủ hết trơn rồi ha. Dẫn chân cũng đã làm xong. Rồi chào anh em nha, bây giờ bắt đầu em lên cái máy này về Bình Định nha. Thì máy này chỉ bảo dưỡng sơ dàn chân chứ không có làm gì hết, còn lại khách tự làm ha anh em. Giờ bắt đầu lên máy nữa nha, thì hạ bồn xong hết luôn rồi. Kho máy còn rất là nhiều nha. Rồi, cái máy này xong nha, thì em có hỗ trợ cho khách là một cái bình ắc quy mới luôn, cái đồng hồ mới luôn nha. Các người mà đây, bình ắc quy Đồng Nai. Xong nha anh em.
Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.